Nhân dịp Tết Nhâm Dần năm 2022, ngày 15 tháng 1, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Tân Lạc phối hợp với Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc ba xã Phú Cường, Phú Vinh và Mỹ Hòa tổ chức chương trình tặng quà Tết vì người nghèo. Đồng chí Bùi Thị Tự, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện dự chương trình và trực tiếp trao quà. Tại chương trình, ban tổ chức đã trao tặng 100 suất quà cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn đột xuất trên địa bàn ba xã. Trong đó, xã Phú Cường 40 suất, Phú Vinh 35 suất, Mỹ Hòa 25 suất. Mỗi suất quà trị giá 700.000 đồng được trích từ nguồn quỹ vì người nghèo tỉnh, giao cho Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Tân Lạc trao cho các đối tượng. Trao quà và nói chuyện động viên chúc Tết bà con, đồng chí Bùi Thị Tự, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện nhấn mạnh: công tác chăm lo đời sống, chăm lo Tết cho người nghèo, các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn luôn được các cấp ngành quan tâm, chú trọng. Thông qua hoạt động tặng quà, thể hiện truyền thống tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách và sự quan tâm chung sức của các cấp ngành nhằm chia sẻ, động viên, hỗ trợ cho các hộ nghèo. Tết Nhâm Dần năm 2022 tiếp tục diễn ra trong điều kiện khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19. Đồng chí đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền, các xã tiếp tục dành sự quan tâm, chung tay chăm lo Tết cho các đối tượng là người có công, gia đình chính sách, hộ nghèo, cận nghèo, đối tượng yếu thế trên địa bàn để không ai bị bỏ lại phía sau. Đồng thời tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19, đảm bảo đón Tết vui xuân, vui tươi, đầm ấm và an toàn.